Hội đồng xét xử bác bỏ chứng cứ mới của luật sư Hưng trong phiên tòa xét xử Hoàng Công Lương. Cư dân mạng chế ảnh ăn mừng Việt Nam vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Ngạt khí hầm cá, hai ngư dân nguy kịch. Thấy container cán chết người rồi bỏ chạy, dân chạy theo buộc dừng xe. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp chàng trai biến vảy cá phế phẩm thành hoa mai chưng Tết. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 21 tháng 1 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quang Quý của chương trình Góc nhìn trưa nay. Sáng 21 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục đưa vụ án chạy thận khiến 9 người chết ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình ra xét xử. Chủ tọa Nghiêm Hoài Anh nêu lên quan điểm của hội đồng xét xử về chứng cứ mà luật sư Phạm Quang Hưng cung cấp trong phiên xét xử chiều ngày 19 tháng 1 cho rằng đây là vụ đầu độc giết người. Quá trình xét xử, hội đồng xét xử thảo luận đã làm các thủ tục tiếp nhận và có đại diện viện kiểm sát tham gia chứng kiến. Theo hội đồng xét xử, luật sư không cung cấp được chứng cứ gì, chỉ có bản đề nghị xem xét yêu cầu về việc nguyên nhân dẫn đến tồn dư axit, sự cố hoàn toàn không có chứng cứ gì mới. Chứng cứ luật sư cung cấp đều có trong hồ sơ vụ án. Đại diện viện kiểm sát cho hay, luật sư Hưng không có chứng cứ, chỉ có bản đề nghị xem xét lại hướng điều tra vụ án. Đây là quan điểm mang tính cá nhân của luật sư, đề nghị hội đồng xét xử có hình thức xử lý với luật sư Hưng. Đáp lại ý kiến của viện kiểm sát, luật sư Hưng khẳng định rằng đây là chứng cứ mới vì trong quá trình xem xét đều chứa nội dung buộc tội. Hội đồng xét xử nhắc nhở luật sư Hưng và các luật sư khác khi phát ngôn cung cấp chứng cứ mới phải rõ ràng, tránh mập mờ, làm cho sự việc được hiểu theo chiều hướng không đúng. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2019. Tin vui này đã khiến cư dân mạng bùng nổ và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Và ngay sau đó, Công Phượng, Văn Lâm cùng nhiều cầu thủ đã trở thành đề tài cho cư dân mạng chế ảnh ăn mừng. Đây là hình ảnh chế chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khiến cư dân mạng phải sửng sốt. Jordan chưa từng bị thủng lưới từ đầu mùa giải, vì thế cú sút ghi bàn của Công Phượng khiến người hâm mộ phấn khích. Một khoảnh khắc chào và nụ cười rạng rỡ của Bùi Tiến Dũng làm người hâm mộ thích thú. Từ Thường Châu tuyết trắng đến UAE đầy nắng, Bùi Tiến Dũng làm một cú chốt hạ tuyệt vời. Đặng Văn Lâm đã thực sự tỏa sáng. Nhiều cư dân mạng ví von khi bạn thích múa ballet nhưng phải đi làm thủ môn. Thưa quý vị, khuya ngày 20 tháng 1, tàu cứu nạn SAR-413 đã đưa hai ngư dân bị ngạt khí hầm cá về bờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim ngưng thở. Hai người này gặp nạn khi xuống hầm tàu cá BV-99986TS để lấy cá. Vị trí tàu khi các ngư dân gặp nạn cách Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng đông đông nam. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá SAR-413 đã tiếp cận với tàu cá nói trên và cấp cứu người bị nạn. Ngư dân Võ Văn Trắng, 35 tuổi, quê Kiên Giang cho biết, thấy ngư dân đầu tiên xuống lấy cá bị ngạt khí, những anh em tiếp theo phóng xuống cứu nhưng bị ngạt luôn. Thấy bạn bị ngạt á, thì có người phóng xuống, mấy người khác phóng xuống kéo lên rồi em sơ cứu mấy người kéo lên. Kính xuống là kính kéo lên, nhưng mà vừa xuống rồi thấy nó cảm giác con người nó không có còn cảm giác gì nữa, nhảy lên. Sau khi đưa được cả 4 ngư dân bị ngạt khí lên khỏi hầm tàu, các ngư dân trên tàu cá đã tích cực hô hấp nhân tạo nhưng chỉ có 2 người tỉnh lại, còn 2 ngư dân nguy kịch đã ngưng thở. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét việc thu phí du khách tham quan đảo Lý Sơn. Tuy nhiên, đề án thu phí đang nhận những ý kiến trái chiều. Theo đó, đề xuất sẽ thu phí du khách tham quan đảo bé 20.000 đồng một người một lượt. Đảo lớn có 2 phương án là thu 10.000 đồng hoặc 50.000 đồng một người một lượt. Đại diện một đơn vị lữ hành cho rằng, du khách ra đảo đã mua vé tàu, sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống trên đảo là đủ. Thêm thu phí tham quan giống như tận thu sẽ mất nguồn khách lớn ra đảo mỗi năm. Giám đốc một đơn vị lữ hành cho rằng, đã đến lúc thay đổi tư duy tham quan chùa, nên thu phí vì lợi ích lâu dài cho Lý Sơn và chính du khách. Ông Nguyễn Viết Vi, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho biết, hiện Lý Sơn có 21 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh, cùng nhiều di chỉ địa chất có giá trị lớn. Tuy nhiên, việc bảo tồn, gìn giữ các di sản, di tích trên đảo còn nhiều hạn chế bởi nguồn ngân sách quá nhỏ, chủ yếu dựa vào cấp trên hỗ trợ. Có ý kiến khác lại cho rằng, di sản là tài sản của người dân, nhà nước quản lý và cấp kinh phí bảo vệ. Du khách đến Lý Sơn đã đóng rất nhiều loại thuế phí, không chấp nhận đóng thêm phí.
Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước khi trình đề án cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan tham mưu đã học tập kinh nghiệm ở các điểm tham quan khác trên cả nước đang thực hiện thu phí. Việc bảo tồn phục vụ chính du khách, tỉnh cam kết sẽ minh bạch và làm bảo tồn Lý Sơn tốt nhất. Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 1, một chiếc xe đầu kéo container sau khi cán chết người đã rời khỏi hiện trường và sau đó bị người dân đuổi bắt được. Vụ việc xảy ra tại vòng xoay đường DT743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hảo, 47 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 giờ 30 phút, chị Hảo chạy xe máy thì va chạm với xe đầu kéo chở sắt cuộn chạy cùng chiều. Tai nạn làm nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe container cán chết tại chỗ. Đáng nói sau tai nạn, tài xế không dừng xe mà đã lợi dụng đường vắng rồi bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, một số người dân đi xe máy đã đuổi theo bắt dừng xe cách hiện trường hơn 300m. Tài xế sau đó đã rời khỏi hiện trường. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là một vòng xoay vô cùng nguy hiểm. Trong năm 2018, tại khu vực này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người chết và bị thương. Lớn lên cùng với biển, thấy những chiếc vảy cá bị bỏ đi như phế phẩm. Lê Ngọc Biết, chàng sinh viên năm 3 quê Phú Yên đã quyết định nghiên cứu và chọn chính những chiếc vảy cá này cho dự án khởi nghiệp của mình. Vảy cá thu từ chợ về sẽ được Ngọc Biết tách ra khỏi các phế phẩm khác, làm sạch, khử mùi tanh rồi tiến hành phơi khô và nhuộm màu. Cái vảy cá nó rất là khó thấm màu, cho nên mình phải nhuộm rất là nhiều lần. Phải thay màu nhuộm rất là nhiều lần. Một cái màu này muốn mà được lên màu thế này phải nhuộm 2 đến 3 lần. Để mà cho màu nó thấm sâu vào trong, mỗi lần nhuộm 24 tiếng. Một cái vảy mà từ khi mình thu về đến khi ra cái màu đẹp thế này là phải tốn cả tuần. Cho nên nó là cái độ bền màu rất là cao, vì thấm rất lâu nên nó phai rất lâu. Những chiếc vảy cá được đính lên các cành mai thô bằng keo nến. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, không nghĩ chúng có thể biến hóa thành những cánh hoa mai vàng rực rỡ. Đặc biệt khi có ánh sáng chiếu vào càng trở nên lấp lánh. Cứ mỗi bông mai mất khoảng 30 giây để hoàn thành. Không quá khó, nhưng yêu cầu cần phải chính xác và tỉ mỉ để cánh hoa không bị lệch. Cái vảy cá của mình này nè, nó trong suốt và nó có cái độ ánh lại đặc biệt đẹp khi mà có ánh nắng hoặc là ánh sáng chiếu vào, nó phản xíu lại nó ánh ánh. Mình rất là vui khi một số bạn nhìn lón qua thì nó là cây mai thật luôn. Nói chung cái làm hoa này á, thì nó cũng được gọi là sở thích của mình nữa. Và lại mình thấy nó rất là vô cùng và đơn giản, bởi vì chỉ việc là lấy cánh và gắn lên thôi, nên mình thấy công việc đơn giản mà mình có thể mang về nhà làm tại nhà thì nó rất là không đỡ tốn thời gian, có nghĩa là mình có thể rảnh được lúc nào thì mình làm lúc đó. Hơn 100 đơn hàng đã được đặt qua mạng. Cây lớn nhất có giá 370.000 đồng. Nếu trừ đi tiền nguyên liệu, nhân công thì lợi nhuận không hề cao. Hiện tại đã có 20 bạn sinh viên đang nhận làm công việc này cùng Ngọc Biết. Mọi người chỉ cần đến nhận dụng cụ, sau đó có thể tập trung nhiều bạn lại làm hoặc mang về nhà làm. Cứ đính mỗi bông, các bạn được 200 đồng, mỗi cây có khoảng 30 bông. Vốn là dự án khởi nghiệp, nên mong muốn lớn nhất của Lê Ngọc Biết là giải quyết lao động, đồng thời đem đặc trưng của vùng biển quê hương quảng bá đến mọi người. Trong thời gian tới, Ngọc Biết sẽ triển khai làm hoa hồng bằng vảy cá để bán vào dịp lễ tình nhân 14 tháng 2. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn quý vị nha. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại.